Thưa quý vị, chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán, nhiều nhà vườn trồng mai trên địa bàn huyện Cần Duộc đang khẩn trương chăm sóc để mai ra hoa vào đúng dịp Tết. Ông Nguyễn Văn Chiến, xã Phước Lý có hơn 16 năm gắn bó với nghề trồng mai. Hiện trong vườn ông có khoảng 150 gốc mai. Để có được những cây mai vàng nở đúng dịp Tết, người trồng phải kỳ công chăm sóc. Vào khoảng rằm tháng chạp, nhà vườn đã tuốt lá, tỉa cành và thuốc cho cây ra quà. Thông thường, người chơi thích chọn mua những chậu mai nhỏ vừa túi tiền. Trong khi đó, những gốc mai to tạo dáng thấy đẹp sẽ dành riêng để cung ứng cho các công ty cơ quan với giá dao động từ vài triệu đến vài chục triệu đồng một chậu. Thường năm, đến thời điểm này, nhiều thương lái đến vườn xem mai đặt mua. Tuy nhiên năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thương lái đến đặt mua rất ít. Trước thì Tết lối cỡ tháng 10 có người đi coi rồi. À, có lái vô cũng coi vườn mình trước rồi cũng coi gốc cây đồ xanh sung hôn rồi nhưng mà năm nay thì dở cái mình trồng thì cũng muốn dịp tết để mình có chút đỉnh xây sở gia đình hoặc là cho đẹp vườn nhưng mà cái năm nay thì cái săn sóc mình vẫn phải làm thôi còn cái buôn bán ngoài thị trường nó lạnh như là năm nay nó hơi nhũng Ít có người đi coi mua yeah. Dất giả cả năm chăm sóc các tỉa Để có được những chậu mai ưng ý phục vụ khách hàng Nhà vườn mong mỏi sức mua của thị trường ổn định Điều kiện thời tiết thuận lợi Mai nở đúng dịp Tết Để người trồng mai đón xuân sung túc